Em xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với nhật ký trồng lan với vườn địa lan Trường Lâm. Hôm nay sẽ tách một cái cây sen Hải Phòng. Đấy. Để vườn thì như em đã nói, ngoài địa lan Trung Quốc là chủ đạo thì vườn cũng sưu tập một số cây địa lan rừng, địa lan truyền thống của Việt Nam. Và chắc chắn là trong danh sách đó sẽ không thể thiếu những cây có cái số lượng người đang sở hữu và yêu thích nó rất là lớn. Nói chính xác là lớn thì không đúng mà nó được rất nhiều người yêu thích. Đấy là một trong những các cái cây địa lan rừng Việt Nam mà em đang nói đến, đó chính là cây sen Hải Phòng các bác nhé. Thì anh em sẽ tiến hành tách để các bác cùng xem. Đây là cái cây sen Hải Phòng, cây địa lan Mạc Xuân sen Hải Phòng. Em đã mua. Lúc nó mua thì nó có một cái củ già, củ trọc với một cái thân thôi. Thế đến bây giờ thì nó được hai thân, vẫn còn là củ già kia. Em trồng vào cái chậu lá lật men hỏa biến các bác nhé. Định là sẽ chậu trồng làm chậu tác phẩm. Thế nhưng mà sau một thời gian thì thấy là nó cái củ trọc ấy nó không có hồi lên được. Thế quyết định là sẽ tách ra để đánh thức các cái mầm ngủ, mắt ngủ của nó. Vì cả vườn có mỗi cái chậu này thôi nên là muốn nhân cái hệ số lên chút. Đây, chậu này thì cũng như mọi khi thôi, em vẫn trồng bằng cái chất trồng giá thể vỏ lạc hun, 50% xốp còn lại là vỏ lạc hun. Đây, bộ rễ các bác, đây bộ rễ đây. Nhiều người cứ nói là trồng vỏ lạc hun trồng trong chậu lớn thì dễ bị úng này, dễ dỗi bị thối này. Thế như các bạn thấy bộ rễ như thế nào? Đấy. Thực tế thì nó là thực tế đúng không các bác? Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, như các bác đang thấy, bộ rễ nhìn rất là đẹp nhá. Trưởng đưa gần gần lại chút xem nào. Trưởng. Đấy, được rồi, được rồi. Đấy, bộ rễ các bác nhìn thấy không? Có vài cái thân loe ngoe thôi, nhìn rễ có 3 sợi thôi. Nhưng nhìn thấy chất lượng rễ dài thòng lòng, trắng muốt, rất là sạch. Xong chia tách làm đôi bờ. Vậy là đã tách xong làm đôi các bác nhé. Đây, đây rễ rất là dài, rất là đẹp. Nhưng mà nhìn này thôi thì tí nữa là lại cắt bớt đi mà các bác, chứ em chả để rễ dài này đâu. Đấy, cứ mạnh bạo lên các bạn, không cần phải giữ nguyên trạng cái rễ làm gì đâu. Mình cắt nó đi có khi nó còn kích thích, nó còn ra rễ được nhanh hơn. Thì cái thân này là thân tơ thì cũng được một cái măng bằng gần này rồi. Đấy. Giờ thì cái thân kia thì có một cái củ trọc với lại một cái thân già. Nó hơi bị xém lá rồi. Thế nếu mà có định làm tác phẩm thì giữ được cái thân tơ với cái măng này thôi. Em sẽ làm video này để các bác cùng tham khảo nhé. Ngày hôm nay là mùng 2 tháng 4 năm 2024. Ôi trời, số đẹp quá, toàn số 2, số 4. Để đến Tết, đến xuân, đến khi nó ra hoa, nếu nó ra hoa được thì sẽ được bao nhiêu thân. Còn nếu kể không ra hoa cũng không sao. Thì đây kiểm chứng các bác xem là với một cái thân và một cái măng như thế này thì đến Tết hoặc là đến thời điểm mà sen Hải Phòng ra hoa của các cây nói chung nó ra rộ thì sẽ kiểm tra lại xem cái cây này được bao nhiêu thân các bác nhé. Để xem chất lượng nuôi trồng của anh em như thế nào nhé. Đây, anh em đang nói đùa, đây là công nghệ mới làm lá. Thực ra thì ông nào nói vui. Khi mà còn trồng lan kiếm ở nhật ký trồng lan thì em cũng đã giới thiệu chia sẻ các bác cách lau lá kiếm sao cho nó bóng, cho nó đẹp. Và sau này thì em cũng áp dụng phương pháp đấy đối với cây địa cây cây lan giáng hương tam bảo sắc, lá cải, lá sặc, phát tài các bác. Khi lau lá xong thì lá nó bóng như nhựa ấy. Thì cái dung dịch lau lá ở đây thì nó cũng rất là đơn giản và rất dễ kiếm và rất rẻ tiền. Đấy là cái quả quất hoặc quả chanh các bác nhé. Quất cũng được, chanh cũng được. Vắt ra lấy nước cốt, xong đó lấy bông mềm, bông gòn ấy, thì mình thấm và mình lau lá, lau kỹ hai mặt lá thôi. Thì những cái axit ở trong quả chanh, quả quất ấy, nó sẽ tẩy lên các cái vôi, các cái cặn, các cái tạp chất nó bám vào trên mặt lá. Và được cái là khi có hai cái thành phần chanh hoặc quất đấy vào ấy, thì cái thứ nhất là cái lá nó tăng độ bóng rất là nhiều, nó sạch đương nhiên rồi. Thứ hai là tăng độ bóng, và điều thứ ba rất là quan trọng đấy là nó cũng có tác dụng ngăn ngừa một phần cái
tác động của sâu bệnh hại các bác nhé. Đây tiếp à, lau xong một cái thân rồi, một hướng rồi. Bây giờ sẽ tiếp đến cái hướng lành lặn kia nhé. Đây các bác thấy đây, hướng này thì nó cũng chưa có gì mấy. Hướng này là một củ chọc này với lại một cái thân già. Đấy, thân rất là nhỏ. Nói chung là lúc em mua thì nó yếu lắm, cây bé tí tí mà, cái thân già lúc đấy nó bé tí. Đấy, với cái củ chọc mà thôi. Hy vọng là năm sang năm thì nó sẽ có chuyển biến rõ rệt hơn. Tại vì là lúc mình trồng cái chậu hỏa biến kia, như lúc đầu giới thiệu ấy, thì em nói thật là chưa bón bất kỳ cái gì cả. Chưa bón bất kỳ cái gì luôn, chỉ có mỗi tưới nước lã này. Và ở trong là vào là hôn thôi, còn chưa tưới bất kỳ cái gì hết ấy. Đấy, năm nay sẽ chăm nó kỹ càng hơn nhé. Cái công đoạn tiếp theo không thể thiếu được đấy là làm sạch bẹ lá các bác nhé. Ở trong các cái video clip mà em chia sẻ khi tách địa lan ấy, thì bao giờ cũng có cái công đoạn là làm sạch cái bẹ lá, cắt các bẹ lá già, lá héo đi để cho nó lộ củ ra, để cho nó sạch sẽ và lộ mắt lộ mầm ra. Thì cũng có một vài ý kiến cho rằng là nó động tác thừa. Có ý kiến thì cho rằng là cây địa lan có những cái bẹ lá cũ, lá già đấy thì thêm cái phần như kiểu là cổ kính rêu phong hoặc là mang hay là làm nền cho cái bộ lá xanh với cần hoa, với những bông hoa tươi đẹp, đại loại là như vậy. Nhưng mà quan điểm của em thì khác. Giống như là lan kiếm ngày xưa em làm cũng vậy thôi. Em đã bóc thì thậm chí lan kiếm lại không giữ một cái rễ nào. Còn bẹ thì bóc sạch tinh, trơn bóng hết, có láng hết, không còn cái gì cả. Đấy, xong còn rửa bẹ rồi treo lên phơi. Địa thì không đến mức treo lên phơi, nhưng mà nói chung là cũng để ráo nước xong thì sẽ trồng lại. Còn cái động tác này khi các bác làm càng kỹ càng bao nhiêu thì sau này cây lan của mình nó càng khỏe bấy nhiêu. Nó không còn những cái tác nhân sâu bệnh hại, các cái mầm bệnh nó lưu cữu ở trong các cái bẹ lá này. Nhiều bác nghĩ rằng là cái bẹ già, lá già nó khô nó vàng thì nó ra cái màu úa đen đen thôi. Nhưng mà em đảm bảo các bác là nếu các bác đem cái kính hiển vi mà soi thì tất cả các bẹ đấy đều có bào tử nấm hết, dám chắc luôn. Đấy là lý do mà ví dụ tại sao mà chẳng hạn như ở đồng ruộng người ta hay gọi là dọn sạch cái tàn dư thực vật của vụ mùa trước để tránh lây lan sang cái vụ mùa tiếp theo. Cái lan vậy thôi. Đấy, chẳng hạn như cái đám này chẳng hạn, sau khi mà tách xong chẳng hạn, một ngày làm tách xong này thì anh em lại cho công nhân vào dọn sạch sẽ hết để cho nó không còn lưu cữu, không còn tồn đọng lại nữa. Thế coi như thế thì vườn lan nó mới sạch được các bạn. Chứ còn nếu như mà mình cứ làm kiểu úi xôi, mình cứ không chịu để ý đến những động tác nó rất là đơn giản thôi, mà thực ra em thấy nó không mất bao nhiêu thời gian cả. Mà mình cứ tiết kiệm một cái chút thời gian đấy, một cái chút công việc đấy, một cái công đoạn nhỏ thôi, thì sau này mình phải trả giá thôi. Chứ còn đến cái mùa mà khi mà anh em la làng, anh em than vãn này trên mạng, trên Facebook, trên các hội nhóm là mùa này tôi chết mấy cây, tôi thối mấy cây, thì thực sự em thấy anh em trưởng lâm thấy nó cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì thực ra phong lan nói chung mà kể cả là địa lan, em thấy để chết nó cũng hơi khó. Thực ra là trẻ chết là hơi khó. Bình thường em cắt lâu rồi. Đấy. Đấy, giờ các bác nhìn nha, dễ cắt nha, đẹp mấy đẹp cũng cắt các bác nha. Không có bao gì phải tiếc. Với kiếm thì em cắt trụi sát củ bẹ, nhưng mà với địa thì mình sẽ giữ lại một chút. Rồi tự khắc thì nó sẽ lành cái vết đấy lại và nó sẽ phân nhánh thôi. Vì cái cây này được cái là bộ rễ rất là dài, rất là đẹp, nhưng mà đẹp cũng chỉ ở mức độ thôi. Đẹp nữa là nó phải phân nhánh nhiều nữa cơ. Thế nhưng mà nó phân nhánh nó chưa nhiều. Thì chính vì phân nhánh chưa nhiều nên đấy là một lý do là nó cũng chưa đẻ nhánh được nhiều. Đấy. Mà nếu các bác suy luận ra thì sẽ thấy, như em nói ở đoạn trước, thì cái cây này em chưa hề bón bất kỳ một loại phân bón nào ngoài nước lã và giá thể là vỏ lá hun. Đấy. Mà như các bác biết, cái vỏ lá hun mà xả kỹ rồi thì nó là chất trơ, nó chả chất gì cả đâu. Thế chính vì thế nó dễ, nó phải rất là dài, nó phải luồn lách đi các nơi để cố gắng tìm một chút thức ăn nào đó. Đó, chính vì vậy là tại sao mà cái cây này nó bé mà dễ lại dài như vậy. Đấy, cái cơ sở khoa học của nó là như vậy. Thế còn bây giờ thì em sẽ không trồng vào cái chậu lớn nữa, mà sẽ trồng vào chậu nhỏ. Trồng vào chậu nhỏ thì
không thể nào hy vọng là rễ nó dài được, thì là phải mong nó phân nhánh rễ nhiều hơn. Đấy, thì mình cắt đi, mình khử trùng vết cắt. Đó, và như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Thứ nhất là an toàn cho cây. Chứ nếu mà rễ dài quá các bác không kiểm soát được cái chất trồng hoặc là chất và cái tưới nước cho cây trong những giai đoạn đầu tiên sau khi tách chiết ấy, thì cái rễ dài đó rất dễ bị thối. Và khi nó thối rễ thì rất dễ lây lên là thối củ, thối cây. Vậy chi bằng là ta cẩn thận thì ta phòng trước khi là làm cái động tác khác, thì ta cắt rễ đi, khử trùng để cho nó ráo cây, sau đấy sẽ tiến hành trồng vào. Giờ công đoạn chuẩn bị đã xong, cây đã ráo rẻ rồi, các vết cắt nó đã khô rồi, anh em sẽ tiến hành trồng. Cây nhỏ thì sẽ trồng chậu nhỏ thì sẽ phù hợp hơn, em sẽ trồng chậu nhựa số 17 nhé. Và đương nhiên chậu 17 thì em sẽ cho rằng cho sang vườn địa lan số 2, vườn số 1 thì toàn chậu 21, nó còn vườn số 2 thì chậu 17, vườn số 3 thì sau này cũng sẽ là chậu 17. Đây, vẫn như mọi khi, lót xốp một nửa chậu, em cận vào cho các bác xem. Đấy, như các bác thấy, một nửa là xốp, còn lại thì là mỗi vỏ là hun thôi. Trồng rất là nhanh, chậu thì rất là nhẹ. Hôm trước, cuối tuần, nhà em, nhà trưởng có dịp đi chơi nghỉ cuối tuần, rảnh rỗi xem lên YouTube xem, thấy một số nhà vườn hướng dẫn tách cây địa lan. Mà em nhìn thấy nó cũng hơi vất vả. Em không có ý chê, nhưng mà mình nhìn thấy cách đấy nó vất vả quá. Gậy đất từng ly từng tí, chậu thì nặng, bê lạc lạc lè cái chậu, thì xong rồi vần cái chậu, xong rồi gỡ đất từng ly từng tí, lúc nào chỉ sợ đứt rễ. Còn cái chất trồng này thì bọn em trồng thì có mấy chục giây thì nó đã rời rã cả cây cả chậu ra rồi. Rất là nhẹ nhàng, không suy xuyển lấy một cọng rễ. Mặc dù vẫn biết là rễ khi mà lấy ra thì bọn em sẽ cắt tỉa bớt, nhưng mà cái việc không đứt rễ thì nó là một lợi thế rất là lớn. Nếu trong trường hợp mà các bác muốn trong một giai đoạn ngắn cấp tốc, các bác muốn làm chậu tác phẩm để đi chơi, đi thi gì gì đấy, thì nó rất là nhàn và cây nó không bị trột, không bị mất sức. Còn nếu mà mất rễ thì đương nhiên rồi, nếu mà đang có nụ có hoa các bạn đi chơi chắc chắn là cây đuối rồi, nó kém rồi. Còn nếu như mà chậu mà mình dốc ra được chất trồng, giá thể mình dốc ra được, mình chuyển chậu các thứ mà nó không bị sao cả, thì khi mà mình đem đi chơi, đem đi dự thi thì cây nó rất là an toàn. Hết chợ thì mình lại đem về, rất là đơn giản. Rồi lúc đấy lại quay về chậu truyền thống, à chậu chăn nuôi là chậu nhựa chẳng hạn. Vì bọn em gọi là chăn nuôi cho nó vui, các bác đừng cười. Tức là vì em làm giàn mà, thì em không thể là trồng những cái chậu lục hay là chậu lá lật hay là chậu đất hay là chậu men, chậu gốm gì được, đúng không? Thứ nhất là nó lộ cộ, thứ hai nó chật giàn, thứ ba nữa là nó không chăm sóc, nó cũng khó hơn. Thế bây giờ mình đem đi trưng bày xong rồi thì mình lại dốc vào chậu nhựa, lại cắm vào giàn lại. Em vẫn như ngày hôm qua, nó không có gì thay đổi cả, cây nó chả suy xuyển gì. Đấy, nói chung là nó có rất nhiều cái sự tiện lợi ở trong đấy. Mà nói này các bác đừng có khi các bác lại cho nhật ký trồng lan nổ. Chứ cái đợt tháng 9 năm trước em ấy trưởng sang dự hội triển lãm lan Phúc Kiến ở bên Trung Quốc. Họ nói chuyện anh em xem video, mới xem TikTok của trưởng, mới xem video ở bên em thì thấy bảo là bọn này không hiểu các anh trồng cái chất trồng gì mà sao nó lớn nhanh thế. Mà thấy lúc mà dốc cây ra nó cũng nể lắm, họ cũng nể lắm. Tại vì họ trồng cũng thập cẩm lắm. Đấy, họ trồng vỏ lạc này, họ trồng bằng đá xây dựng này, trồng bằng academia này, nói chung cũng nhiều thứ linh tinh thập cẩm lắm. Đấy, thôi xong rồi các bác, như các bác đã thấy rất là nhanh chóng, chỉ mấy phút thôi đã xong được hai chậu rồi các bác nhé. Giờ sẽ cho vườn số 2. Nào bây giờ nhá, cho sang vườn số 2. Đấy, công việc hàng ngày của anh em trưởng lâm đấy các bác, nó mỗi ngày như mọi ngày. Đây là vườn số 2, nhiều bác biết rồi đúng không? Một màu xanh xanh, chấm thêm một cái màu đen đang đi. Đây. Giới thiệu các bác là sau Tết là nó bán vãn này các bác nhé. Bán vãn rồi mới còn như thế này. Chứ còn nó kín bít mịt này. Đây, tiếp theo là sẽ ghi tên đánh số. Để nó khỏi lẫn lộn.
nó cũng là cái sự chuẩn giống ấy. Nhiều các bác chơi va thì các bác gắn tem, các bác ghi tên, địa này cũng vậy thôi. Đấy các bác nhìn, khí nó hết rồi mà vẫn đang tiếp tục tách các bác nhá. Trong cái đám này nhiều cây, rất nhiều cây tách được rồi này. Bên kia cũng đấy, nhiều cây đã tách được rồi, rồi lại tách tiếp ra là kín mít mệt rồi. Đấy, quay một tí sang bên vườn địa lan số 3 các bác nhá, để em đóng máy tiếp. Bên này quạt gió nó chạy đây này, quạt gió đang chạy này nên là nó hơi ồn, hơi ù. Để em quay xem bên này, quay cái vườn lan số 3. Vườn lan số 3 thì em quay cái clip ngắn trên TikTok. Các bạn nào quan tâm thì vào TikTok follow giúp em cái nhá, cũng tên là Nhật ký trồng lan. Thì ở vườn lan số 3 này thì bọn em đã cho lắp xong hệ thống đường ống tưới, cột thì trôn xong hết rồi, trồng xong hết rồi, và đã tiến hành là giải bạt các bác nhá. Giải bạt thì như các bác thấy là có bạt mới, có bạt cũ. Thế có chỗ bạt cũ thì nhìn trông hơi nhăm nhở tí thôi nha, các bác không phải bận tâm. Vì cái bạt này là mục đích là chỉ để ngăn đất thôi, ngăn cỏ dại là chính thôi. Thế sau đấy thì em sẽ giải cái đá xây dựng lên, giải đá dăm lên để cho nó sạch. Thế còn bên luống bên này, luống bên này thì các anh em công nhân thì đang cho dọn luống, dọn luống để san lại luống. Bên này thì trước mắt thì sau này sẽ là để chậu tác phẩm, nhưng mà trước mắt thì em đang còn một cơ số trà kia, thì em sẽ trồng lại cái trà và chậu lớn hơn. Năm nay nó cũng lớn hơn rồi, với những cây địa đã lọc ra được đẹp đẹp rồi thì em sẽ trồng lại. Thì một số cây tác phẩm sẽ trồng ở đây, để ở đây. Đấy, cái dàn địa lan số 3 này thì có 3 ô nó chia rõ biệt như vậy. Hai cái ô thì tiếp tục làm dàn, thế còn cái ô cuối cùng này thì sẽ để chậu kê đôn làm chậu tác phẩm. Ngoài ra trước mắt thì chưa có nhiều chậu tác phẩm thì sẽ để trà, ít địa lan rừng. Đó. Ôi, video đã dài, đây em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi ủng hộ kênh Nhật ký trồng lan, ủng hộ vườn địa lan Trường Lâm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.